lính chào quý vị và các bạn. Không chỉ đất liền Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, rãnh thấp từ phía Bắc đi xuống sẽ gây mưa cho cả khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ trong hôm nay và ngày mai. Mưa có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào trong ngày ở Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đảo Cô Tô, Cát Bà hay Bạch Long Vĩ. Ngoài làm tầm nhìn giảm thấp dưới 10 km, thì trong cơn rông còn rất dễ kèm theo lốc xoáy, gió giật và xét đánh nguy hiểm. Ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như vùng biển từ Bình Thuận vào đến Cà Mau, Kiên Giang, bao gồm một quần đảo Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu hay Côn Đảo. Dự báo hôm nay cũng có mưa rông, tiềm ẩn nguy cơ đi kèm lốc, xét và gió rất mạnh. Nước biển là nguồn dẫn điện tốt hơn mặt đất, nên tần suất xét đánh trên biển cũng nhiều hơn trên đất liền. Vì vậy, khi có rông xét, các thuyền viên ngay lập tức vào cabin, tránh xa các thiết bị vật dụng bằng kim loại đồng thời giảm độ cao cần anten, rút kết nối giữa anten và nguồn với các thiết bị điện tử để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, bà con có thể liên lạc đến tần số 7903 kHz của Đài Thông tin Duyên Hải Việt Nam khi có sự cố. Khu vực có thời tiết ổn định trong hôm nay và hai ngày tới là vùng biển từ Thanh Hóa vào đến Quảng Ngãi. Dự báo trời ít mưa, vẫn có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió khoảng cấp 3 đến cấp 4, biển êm, độ cao sóng dưới 1,50 m bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị